Chào tất cả các bạn, mình là Minh Quý và bạn đây là Huyền. Hôm nay Minh Quý và Huyền sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng bộ sản phẩm nguồn khoáng thiên nhiên Dr. Vịnh. Thì hướng dẫn sử dụng này sẽ đi từ bước làm sạch, dưỡng da và xịt khoáng. Bộ sản phẩm nguồn khoáng thiên nhiên Dr. Vịnh bao gồm các sản phẩm như thế này. Thứ nhất là cát tẩy. Giống như là lấy đi tất cả các tế bào chết của chúng ta, thường chúng ta sẽ dùng một tuần hai lần. Thứ hai đó chính là sữa rửa mặt. Nguồn khoáng thiên nhiên Dr. Vịnh sẽ có hai dòng sữa rửa mặt thích hợp cho mọi loại da. Đối với da bạn nào bị dị ứng hoặc là bị nổi mẩn đỏ, bị mụn quá nhiều thì chúng ta có thể dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ là sữa rửa mặt nguồn khoáng. Còn đối với những da không bị dị ứng, không bị đổi nổi mụn đỏ nhiều nhưng mà các bạn muốn làm sạch da, dưỡng da cũng như là lấy đi những cái vết nám, tàn nhang và đồi mồi của thịt thì bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt cát khoáng. Tiếp đến là phần đắp mặt nạ và dưỡng da ban đêm. Ở đây bạn có thể dùng cả bùn tươi và bùn nano, nhưng để tiết kiệm thì bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vịnh sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng bùn tươi để đắp mặt nạ hàng ngày, đắp mặt nạ ban đêm hoặc là một tuần từ 2 đến 3 lần. Các bạn có thể đắp ít nhất là 30 phút và tối đa là để qua đêm luôn là các bạn có thể sử dụng bùn tươi trong nguồn khoáng thiên nhiên Dr. Vịnh. Còn giữa ngày và đêm thì đêm bạn có thể sau khi đắp mặt nạ xong bạn không để qua đêm mà bạn cảm thấy khó chịu, bạn có thể rửa mặt, sau đó sẽ sử dụng cái bùn nano này để dưỡng da vào ban đêm, và buổi sáng sau bước làm sạch là rửa mặt, bạn vẫn có thể dùng anh nano này để vừa dưỡng da, vừa trị các vấn đề về lão hóa da, vừa trị mụn cũng như là giúp chúng ta chống nắng nhờ chất titan trong bùn nano. Tiếp đến trường hợp các bạn muốn có một làn da hồng hào và khỏe khoắn thì sau khi sử dụng bùn nano từ 4 đến 5 tháng, các bạn sẽ có được một lòng làn da hồng hào ửng hồng. Ngay cả khi bạn ra ngoài trời nắng, da sẽ càng ửng hồng thêm. Nhưng nếu như bạn muốn da hồng hào ngay lập tức thì các bạn có thể sử dụng phấn phá hồng. Loại phấn này sẽ có hai màu, đó là phấn màu da và phấn màu hồng. Đây cũng thuộc dạng là phấn khoáng trong bộ nguồn khoáng thiên nhiên Dr. Vịnh. Nó vừa dưỡng da, vừa chống tia tử ngoại và kể cả làm hồng hào sắc diện da của mình. Ngoài ra, khi da của bạn bị lão hóa, một phần là do vấn đề tuổi tác, một phần là do vấn đề rối loạn nội tiết. Ngoài ra đó là do cách chăm sóc da của các bạn. Các bạn nên xịt khoáng để cấp ẩm cho da. Chính sự cấp ẩm tuyệt đối của phần xịt khoáng lạnh đậm đặc của nguồn khoáng Dr. Vịnh sẽ giúp cho da của bạn có thêm độ ẩm tuyệt đối, giúp cho da của bạn tăng cường khả năng chống lại sự lão hóa, như là giữ lớp nền trang điểm của các bạn được lâu hơn. Các bạn có thể sử dụng xịt khoáng trước và sau khi trang điểm. Và trong ngày, trường hợp các bạn không uống đủ nước thì cứ cách 3 tiếng một lần các bạn có thể xịt khoáng. Còn đây là sản phẩm bùn khô. Bùn khô này các bạn có thể dùng với nước khoáng ta, là nước khoáng của thương hiệu Dr. Vịnh luôn. Các bạn khuấy với cái nước khoáng này để tạo ra một hỗn hợp đồng nhất giống như là anh bùn tươi. Ngoài ra với cái chất bùn khô này thì các bạn vẫn có thể sử dụng giống như là phấn rôm em bé, giúp cho em bé trị được các vấn đề rôm sảy hay là lá sữa. Và bây giờ bạn Huyền sẽ hướng dẫn cho các bạn quy trình như thế nào để có được làn da khỏe khoắn và hồng hào. Bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó chính là bước làm sạch. Rửa mặt với tẩy cát và sữa rửa mặt. Các bạn nhớ tẩy cát sử dụng 2 lần một tuần, còn rửa mặt thì sử dụng ngày và đêm. Và trước khi rửa mặt, bước đầu tiên đó chính là rửa sạch tay. Các bạn có thể rửa sạch tay bằng nước ấm hoặc là rửa sạch tay bằng các dung dịch vệ sinh tay. Bước thứ hai là các bạn khuấy nước rửa mặt bằng nước ấm và làm ướt mặt.
nhớ tại cát ở đây là lấy đi tế bào chết một tuần hai lần, các bạn sử dụng hai lần. Còn hôm nay Huy sẽ hướng dẫn cho các bạn vừa tại cát vừa sửa rửa mặt luôn nhé. Bây giờ bạn Huy sẽ sử dụng tại cát. Tên của đây là cát tẩy, có công dụng cũng giống như là tẩy tế bào chết, nhưng ở đây thành phần cát tẩy của vùng khoáng thiên nhiên Dr. Vịnh sẽ giúp vừa giúp dưỡng da, vừa giúp gom những cái vết nám, tàn nhang, bụi bặm lấy đi khỏi cơ da mặt của chúng ta một cách nhẹ nhàng nhất. Rồi chấm năm điểm lên mặt. Các bạn nên nhớ từ rửa mặt hay là thoa mặt, đắp mặt, các bạn sẽ massage gương mặt của mình từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài theo hướng xoay vòng tròn từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên để tránh làm da bị chảy xệ. Khi da khô các bạn có thể chấm thêm một ít nước để massage. Nên nhớ thành phần cát khoáng tự nhiên trong cát tẩy sẽ lấy đi những cái tế bào chết của chúng ta, cho nên là vùng mắt các bạn nên massage nhẹ nhàng một tí. Ở phần mũi, hai bên cánh mũi là vùng bị rất là nhiều các vết mụn đầu đen, nên các bạn massage xoay tròn từ trong cánh mũi ra ngoài 10 lần sang bên trái và 10 lần sang bên phải. Ở vùng mép miệng các bạn có thể kéo ngang sang hai bên. Sau đó rửa mặt sạch. Dạo dạo bộ tắt lên thôi, tí nữa mình lại khăn. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó chính là rửa mặt. Sử dụng sữa rửa mặt thì đối với làn da của bạn Huyền là không bị các vấn đề về mụn đỏ quá nhiều cũng như là da không bị dị ứng, cho nên hôm nay bạn Huyền sẽ sử dụng sữa rửa mặt cát khoáng. Đây là dòng sữa rửa mặt cát khoáng. Rồi cắt nha. Đây, sữa rửa mặt cát khoáng thì vậy. Các bạn nhớ là tại cát chỉ được dùng 2 lần một tuần. Còn sữa rửa mặt thì các bạn có thể sử dụng ngày và đêm, kể cả khi việc các bạn đi ra ngoài nhiều, sử dụng bị bụi bặm quá nhiều thì các bạn về nhà vẫn có thể sử dụng sữa rửa mặt cát khoáng hoặc là sữa rửa mặt nguồn khoáng tùy theo loại da của mình. Sau khi da vẫn còn ẩm, các bạn hãy chấm 5 điểm trên mặt. Massage nhẹ nhàng giống như bước tẩy cát lúc nãy, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Trong quá trình massage để lấy sạch bụi bẩn cũng như là gom những vết nám, tàn nhang và chân mụn đi, thì trên mặt cái thành phần của mụn khoáng nó dễ bị khô, các bạn có thể chậm thêm một ít nước. Sữa rửa mặt bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh hoàn toàn từ thiên nhiên và từ bùn khoáng lọc ra, cho nên là sẽ không có mùi hương cũng như là không có khả năng tạo bọt nhiều như các thành phần sữa rửa mặt khác. Vì vậy các bạn có thể sẽ cảm thấy lạ khi bạn Huyền sử dụng trên mặt mà không có nhiều bọt, nhưng sau khi rửa mặt xong da mặt sẽ sáng hơn, cảm giác căng mát rõ ràng. Nên nhớ sữa rửa mặt này khi sử dụng ở mắt thì các bạn nên massage nhẹ nhàng, còn vùng mũi bạn nào có quá nhiều mụn đầu đen, mụn trắng thì vẫn có thể massage nhiều ở vùng mũi 10 lần bên trái xoay tròn và 10 lần bên phải xoay tròn. Mép miệng đánh ngang. Sau đó rửa mặt sạch với nước.
bây giờ là bước đắp mặt nạ. Thì đối với sản phẩm bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh, hai dòng là bùn tươi và bùn nano, cách dùng như nhau nhưng mà công dụng khác nhau. Thì công dụng của anh bùn tươi không chỉ dưỡng da, giúp da chống lại các vấn đề về lão hóa như nhăn, chảy xệ, đồi mồi, trị được mụn thịt, mụn nám, mụn cóc, nám và tàn nhang. Nhưng mà anh bùn tươi khả năng thấm vào da chỉ được một nửa là ở đến lớp trung bì, còn bùn nano thì tận làm sâu bên góc da của tế bào, cho nên khả năng công dụng của anh bùn nano sẽ cao gấp 3 lần so với anh bùn tươi. Cho nên đối với bùn tươi, các bạn vẫn có thể đắp mặt nạ cho mặt và tay, và để khả năng công hiệu tốt hơn thì khi đắp mặt nạ các bạn nên massage khoảng 5 phút khi massage tại nhà để cho bùn tươi có thể thẩm thấu nhanh vào trong da. Trường hợp các bạn có thể để qua đêm thì sẽ giúp da của mình cân bằng được độ pH trên da. Và bây giờ bạn Huyền sẽ thử đắp mặt nạ bùn tươi. Đắp nha. Đắp luôn. Đối với những cái nốt mụn, các bạn có thể lấy một ít bùn chấm lên nốt mụn đó. Đến sáng mụn của các bạn chắc chắn sẽ xẹp đi hơn một nửa. Đó là trường hợp những anh mụn đỏ mà nổi đầy trên mặt. Sản phẩm bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh hoàn toàn từ khoáng chất, cho nên rất kỵ đối với những bạn nào sử dụng hóa mỹ phẩm. Đối với các bạn sử dụng hóa mỹ phẩm càng nhiều thì khi sử dụng bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh, các chất bùn khoáng này sẽ gom hết những độc tố trên da của các bạn và đẩy ra ngoài tạo thành mụn. Và các bạn đừng lo lắng, chỉ cao lắm là 2 tháng thì da mặt của bạn sẽ hoàn toàn thải được độc tố và không có bị mụn nữa. Những vết mụn cũng như là vết thâm trên mặt sẽ hoàn toàn lành lặn đi và giúp cho các bạn một làn da căng bóng và sáng khỏe hơn. Ví dụ cho các bạn là trên mặt bạn Huyền hiện tại không có mụn đỏ nào, nhưng mà quý ví dụ nếu như trên mặt bạn Huyền có bị mụn đỏ thì các bạn có thể chấm một nốt bự như thế này, nốt như thế này, và để tới sáng thì nó sẽ gom cái cồi mụn lên. Rồi anh để cho nó khô tí. Ở đây khi bạn Huyền sử dụng bùn tươi và massage trên mặt để im trên mặt thì các bạn sẽ thấy gương mặt của bạn Huyền có một cái lớp trắng trên gương mặt, đó là thành phần của bùn tươi nó khô trên mặt. Và cái cảm giác khô này sẽ giúp cho da của chúng ta được căng ra những cái vết mà bị nhăn, ví dụ như bùn khóe miệng, bùn rãnh hẻm cũng như là bùn mắt, sẽ giúp cho khả năng của bùn tươi sẽ giúp cho da của chúng ta chống lại sự lão hóa, đó là làm cho chúng ta được da của chúng ta được căng mịn. Và sản phẩm này là hoàn toàn thiên nhiên cho nên các bạn vẫn có thể dưỡng da được ở vùng mắt. Ở đây bạn Huyền chỉ thoa một lớp mặt nạ mỏng cho nên các bạn thấy ít trắng. Trường hợp bạn muốn thoa một lớp mặt nạ dày vẫn có thể dùng được, và ít nhất là các bạn để trên mặt 30 phút, tối đa là qua đêm nhé. Và bây giờ bạn Huyền sẽ rửa mặt sạch với nước ấm. Nên nhớ là nên sử dụng với nước ấm
để khi da của mình nở lỗ chân lông ra, nó sẽ hấp thu được dưỡng chất được cao hơn. Sau khi rửa mặt sạch, các bạn có thể lấy khăn bông để chặn khô trên mặt, hoặc là sau khi đắp mặt nạ và rửa sạch mặt, các bạn vẫn lấy khăn bông chặn khô trên mặt. Khăn bông hoặc là miếng bông gòn, hoặc là giấy khăn ướt sợi nhỏ như thế này, các bạn nhớ động tác chậm sẽ làm cho da mặt của chúng ta vừa khô nhẹ nhàng và giữ lại một cái lớp ẩm trên mặt. Không bao giờ được chùi kéo da mặt để tránh cho da mặt bị chảy xệ. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bước dưỡng da. Trước khi dưỡng da bằng nano hoặc là trong quá trình các bạn trang điểm, trước khi lớp trang điểm cũng như là trong ngày, các bạn cảm thấy da của chúng ta bị thiếu ẩm, da bị đổ nhờn, thì các bạn vẫn có thể sử dụng anh này. Đây là xịt khoáng lạnh đậm đặc, thương hiệu nguồn thống thiên nhiên Dr. Vĩnh. Bây giờ bạn trước khi sử dụng vùng nano, bạn Hiền sẽ xịt cái anh xịt khoáng lạnh này. Các bạn khi xịt khoáng phải cách gương mặt từ 20 đến 25 cm. Sau khi xịt xong, dùng tay vỗ nhẹ trên mặt cho khoáng chất thấm đều lên da. Bây giờ là bước dưỡng da ngày và đêm. Các bạn sẽ dùng vùng nano để dưỡng da ngày và đêm. Mở đưa cái cách kem nha. Các bạn chấm từ dưới lên trên, chúng ta sẽ thoa ở vòng cằm trước. Đối với vùng nano thì khả năng thấm trên da rất là nhanh, cho nên có thể các bạn sẽ cảm thấy là sau khi thoa xong không thấy gì hết, nhưng mà dưỡng chất đã thấm đều vào da. Và sau khi các bạn dưỡng da bằng vùng nano thì các bạn rời trên da sẽ cảm giác bạn sẽ có một cái cảm giác căng mịn, nhẹ nhàng và thoáng trên da. Da rất là căng. Ở vùng mắt, các bạn nên chú ý ở vùng mắt, rất nhiều nếp nhăn và vùng chân chim, vết chân chim ở vùng mắt sẽ khiến cho da mặt của chúng ta trông già đi. Vì vậy, sử dụng vùng nano sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những cái vấn đề lão hóa ở vùng mắt. Ở vùng trán, những nếp nhăn trên trán vẫn có thể khiến cái da chúng ta bị lão hóa, chảy xệ trên trán, cho nên là khi thoa nano các bạn chú ý massage nhẹ nhàng, vẫn là theo hướng từ trong ra ngoài và theo hướng ngang. Trong trường hợp vùng nano các bạn trữ trong tủ lạnh hoặc là để lâu ít sử dụng qua thì vùng nó sẽ bị khô cứng lại. Như vậy các bạn vẫn có thể sử dụng nước khoáng ta của thương hiệu Dr. Vĩnh để chậm lên một ít, giúp cho vùng nano có thể thẩm thấu nhanh hơn trên da. Đây là nước khoáng ta của chúng ta. Các bạn có thể lấy những lòng nước khoáng khác, nhưng mà phải đảm bảo vệ sinh và đảm bảo được sự trong lành và sạch sẽ tinh khiết của dòng nước khoáng đó. Ở đây Quý lấy ví dụ bùn nano này đã bị đậm đặc và khi thoa trên da nó bị cứng lại, không có thẩm thấu hết, hoặc là nó đã bị bết dính trên da, thì bạn Huyền sẽ dùng nước khoáng này đổ ra một cái chén nhỏ. Ta có thể sử dụng một ít nước khoáng, dùng tay chấm nước khoáng và vỗ lên mặt. Như
vậy bùn nano sẽ thấm đều trên mặt hơn. Các bạn vẫn có thể xịt khoáng nhưng trường hợp các bạn cảm thấy tiếc bởi vì xịt khoáng lạnh đậm đặc là có thể có ẩm da tuyệt đối da da. Các bạn rất thích xịt khoáng nhưng mà xịt quá nhiều có thể nhanh hết, cho nên bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh hướng dẫn cho các bạn một cách tiết kiệm hơn là sử dụng bùn nano khi nó bị đậm đặc lại với nước khoáng của chúng ta. Cách chúng ta dùng là rất là đơn giản, là khi thoa nano nếu bị đông cứng và đậm đặc thì các bạn chỉ cần vỗ nhẹ một ít nước khoáng ta là được. Rồi xong xuôi như thế này thì bùn nano ở trên da của chúng ta nó thấm nhanh đều trên da, giúp cho da được căng mướt và mịn màng. Và trường hợp những bạn nào bị nám và tàn nhang nhẹ như bạn Huyền thì chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng là bộ sản phẩm này sẽ giải quyết được các vấn đề về da của bạn. Trường hợp bạn nào bị nám đậm đen ở vùng gò má chứng tỏ việc làm sạch cũng như là chống nắng của các bạn không tốt thì bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh sẽ giải quyết những cái vấn đề này chỉ trong vòng 3 tháng. Trường hợp những da bị lão hóa, bị mụn cóc, mụn thịt và kể cả đồi mồi trắng và đồi mồi đen, các bạn khi sử dụng nguyên bộ sản phẩm này thì thời gian này từ 8 đến 1 năm, 8 tháng đến 1 năm tùy trường hợp bạn ở lứa tuổi nào và cách sử dụng của các bạn trong thời gian như thế nào thì các bạn cần tư vấn, hãy gọi điện thoại đến số hotline của bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh hoặc là qua fanpage là bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh, chúng mình sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể hơn nhé. Sau khi sử dụng bùn nano, tùy vào thể trạng của da mà từ 4 đến 8 tháng da của bạn sẽ ửng hồng một cách tự nhiên. Đặc biệt khi ra nắng, da của bạn không những không bị nám tàn nhang mà da ngày càng ửng hồng hơn. Khi các bạn làm đồng ở đây có nhiều cô lao công làm cô làm đồng bên ngoài trực tiếp dưới ánh nắng mà không che mặt khoảng từ 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa thì khi cô dùng bùn nano thì đến các chất titan oxit trong bùn nano giúp cho da của cô được chống nắng hoàn hảo và da ngày càng ửng hồng, giúp cho da có một cái lớp căng bóng trên mặt, tạo lớp màng sinh học bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời tia tử ngoại cực mạnh vào lúc giữa trưa như vậy. Trường hợp nếu như các bạn muốn được da hồng hào nhanh chóng mà chưa trải qua 4 đến 6 tháng khi sử dụng bùn nano, các bạn vẫn có thể giúp cho da hồng hào bằng cách là dùng phấn khoáng trang điểm của bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh. Ở đây đối với bạn Huyền thì các bạn Huyền sẽ sử dụng phấn khoáng có màu hồng da. Rồi, hãy lấy cái không có hồng da cặp tay kia. Hấp xuống nha. Lấy đi. Chừng anh làm cho giá hồng lên được. Đối với dòng phấn khoáng này sẽ giúp kiềm dầu như là giúp dưỡng da và lúc giúp da của chúng ta khi ra nắng sẽ ửng hồng nhẹ nhàng, cho da của chúng ta có một làn da tinh khiết và hồng hào khỏe khoắn, nhìn da rất là được thanh sạch. Rồi với gương mặt của bạn Huyền ở đây, bạn bị tàn nhang rất là ít, thì trường hợp khi bạn sử dụng hết bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh này sẽ trị được cái vết tàn nhang của bạn chỉ trong vòng 1 tháng và hơn hết sẽ dưỡng da của các bạn và chống lại lão hóa. Thì đối với các vấn đề về môi trường cũng như là da của bạn sẽ hoàn toàn được thanh tẩy và không bị độc tố khi sử dụng các hóa mỹ phẩm khác. Trường hợp các bạn nào bị nám đậm ở vùng gò má chứng tỏ da mặt của các bạn không được làm sạch một cách đúng đắn cũng như là không có khả năng chống nắng đầy đủ và da không được cấp ẩm, sau khi sử dụng bộ sản phẩm bùn khoáng thiên nhiên Dr. Vĩnh, đặc biệt là sản phẩm bùn nano chỉ có ở Thiền Tâm, thì các bạn sẽ trị được cái vấn đề về nám đậm da chỉ trong vòng 3 tháng. Và các bạn muốn
trị được các vấn đề khác, ví dụ như là mụn cóc, mụn thịt, đồi mồi, tàn nhang khác, thì hãy liên hệ đến số hotline của Vùng Khoáng Thiên nhiên Dr. Vĩnh là 0919635393. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn cách sử dụng như thế nào thích hợp nhất đối với làn da của các bạn và hiệu quả trong vòng bao lâu. Chúc các bạn có một làn da khỏe đẹp, thanh sạch và tinh khiết. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những lần gặp sau nhé. Hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, chúng tôi đã tạo ra một môi trường an nhiên, khu nghỉ dưỡng điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm. Nơi ấy có khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên tĩnh, kiến trúc đẹp, mang lại cảm giác thư thái cho mọi người khi đến nghỉ dưỡng hoặc điều trị bệnh. Nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu tâm đức trong điều trị bệnh. Được trang bị máy móc hiện đại của chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Có nơi sinh hoạt ăn nghỉ đạt chuẩn cho bệnh nhân. Hơn 80% trường hợp bệnh lý của cuộc sống được điều trị khỏi bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khu nghỉ dưỡng và điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm số 80 đường Võ Nguyên Giáp, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.